Xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, việc kiểm soát số lượng đập nước lên tới cả chục vạn tại Trung Quốc đang trở thành một thách thức khó khăn khi các hiện tượng khí tượng cực đoan ngày càng trở nên khủng khiếp. Những trận lũ thường niên của sông Dương Tử, tức là sông Trường Giang, là một trong những lý do khiến Trung Quốc quyết định xây nên đập Tam Điệp, con đập lớn nhất lịch sử đất nước, để bổ sung vào hệ thống hàng vạn con đập có sẵn ở đại lục. Tuy nhiên những năm gần đây lũ lụt đang diễn ra nhiều hơn bởi các trận mưa nặng hạt bất thường đang gây ra rất nhiều lo ngại. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để kiểm soát được gần 10 vạn con đập trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu khi những trận mưa cực đoan đang đe dọa sự sống của cộng đồng xung quanh. Ý tưởng xây đập tam hiệp ở đây là bằng cách trữ nước và xả thải từ từ, họ sẽ kiểm soát được lưu lượng nước và ngăn chặn thảm họa tương tự như trận lũ lụt lịch sử năm 1931. Sự kiện khiến hàng triệu người tử vong tại các thành phố dọc sông Dương Tử hay những trận lũ năm 1998 khiến hàng triệu người mất nhà cửa. Đập Tam Hiệp, con đập thủy điện lớn nhất lịch sử Trung Quốc. Theo Fox News, kể từ khi mưa lũ bắt đầu ở miền Trung và Nam Trung Quốc vài tháng trước, ít nhất 140 người đã chết và khoảng 28.000 ngôi nhà đã bị hư hại ở khu vực sông Dương Tử. Lũ lụt thực tế đã ảnh hưởng đến hầu hết toàn bộ Trung Quốc đại lục. Thư trưởng Bộ Tài nguyên nước phát biểu, sau khi hoàn thành dự án này, đập Tam Hiệp là một công cụ để kiểm soát lũ lụt. Ông David Sangman, nhà địa lý học của Đại học Alabama, chuyên nghiên cứu về lũ lụt Trung Quốc chia sẻ với Reuters, một trong những sứ mệnh chính của đập Tam Hiệp là để kiểm soát lũ lụt, nhưng chưa đầy 20 năm sau khi hoàn thành, chúng ta chứng kiến đợt lũ cao nhất trong lịch sử, thực tế là nó đập Tam Hiệp không thể ngăn chặn được những sự kiện nghiêm trọng như thế này. Đập Tam Hiệp được hoàn thành chính thức vào năm 2006 và đây là một trong những dự án đắt đỏ và gây tranh cãi nhất của Trung Quốc. Khoảng 1,4 triệu người đã phải tái định cư vì con độc khổng lồ trên sông Dương Tử. Con độc cũng được quảng bá là cách tốt nhất để chấm dứt tình trạng lũ lụt diễn ra suốt hàng thế kỷ qua dọc theo con sông Dương Tử và cung cấp điện cho ngành công nghiệp của Trung Quốc. Nhưng một số nhà địa chất cho rằng việc xả quá nhiều nước trong hồ chứa gây nguy cơ cao xảy ra đồng đất và gây thiệt hại kéo dài cho hệ sinh thái của dòng sông. Những nhà phê bình dự án như nhà địa chất học Trung Quốc, Fang Xeo đã lên tiếng tuyên bố rằng đập tam hiệp và các dự án đập thủy điện khổng lồ khác có thể làm cho lũ lụt tồi tệ hơn bằng cách thay đổi dòng chảy trầm tích của các con sông ông cũng chia sẻ với reuters rằng đập tam hiệp chỉ có thể ngăn chặn một phần và tạm thời lũ lụt ở thượng nguồn sông dương tử còn bất lực trong việc ngăn lũ do mưa lớn ở giữa và hạ lưu sông dương tử đồng quan điểm ông chi chibeng ping một nhà hoạt động ở giang tô bình luận tôi nghĩ rằng tất cả những chuyên gia phản đối việc xây dựng đập tam hiệp đều đúng Kể từ khi nó được xây dựng, nó chưa bao giờ đóng vai trò ngăn chặn lũ lụt hay hàng hán, giống như, như chúng tôi từng nghĩ nó sẽ làm được điều đó. Trung Quốc có khoảng 98.000 con đập, đa số có quy mô nhỏ và được xây dựng từ trước năm 1970. Bên cạnh việc kiểm soát lũ, những con đập này đóng vai trò quan trọng trong thủy điện và đảm bảo nguồn nước cho dân cư. Tháng 7 năm 2021, đập Di con đập khổng lồ tại trung tâm tỉnh Hà Nam Trung Quốc, đã xuất hiện những vết nứt vỡ và tổn hại nghiêm trọng sau những trận mưa xối xả. Giới chức thời tiết Trung Quốc phát mức cảnh báo cao nhất với tỉnh Hà Nam, miền trung nước này vì mưa như trút nước gây gián đoạn trên diện rộng và người dân phải sơ tán khỏi các đường phố bị ngập lụt. Tối 20 tháng 7, đơn vị khu vực của quân đội Trung Quốc cảnh báo mưa lớn tạo vết nứt 20 mét ở đập Di ở thành phố Lạc Dương đập Tan ở thành phố bảy triệu dân này có thể vỡ bất kỳ lúc nào. AFP dẫn thông cáo của quân đội Trung Quốc. Vào ngày 20 tháng 7 xuất hiện một vết nứt dài 20 mét tại đập Tan. Bờ sông đã bị hư hại nghiêm trọng và con đập có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Chiến khu Trung ương Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã cử binh sĩ triển khai ứng phó khẩn cấp, trong đó có cho nổ mình và chuyển dòng lũ. Hai con đập khác ở khu nội mông phía bắc cũng nứt vỡ rồi sụp đổ vì nước lên quá lớn, gây ảnh hưởng đến 16.000 người. Thậm chí ngay cả đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất đất nước, cũng đang gây lo ngại sau những trận mưa nặng hạt vào năm ngoái khiến mực nước dâng lên báo động. Quen quang giáo sư Thủy Văn Học từ Đại học Hồ Hải, Nam Kinh nhận xét. Biến đổi khí hậu có thể ngày càng mạnh hơn so với dự đoán đó là những gì chúng ta chưa tính toán đến khi thiết kế con đập này giáo sư cũng cho rằng đây nên là vấn đề cần được các kỹ sư ưu tiên chú ý, dù khó khăn nhất nằm ở khâu dự đoán lượng mưa trong thời gian tới. Khó có thể khẳng định bất kỳ hiện tượng thời tiết cực đoan nào đều gắn với việc trái đất nóng lên. Tuy nhiên, một báo cáo từ IPCC, Ủy ban Liên minh Chính phủ về biến đổi khí hậu, công bố hôm 9 tháng 8, những trận mưa và lũ lụt với cường độ 10 năm có một đang xảy ra ngày càng nhiều hơn. Tại Đông Á, IPCC dự đoán trong những năm sắp tới, mưa sẽ rơi thường xuyên hơn và nặng hạt hơn rất nhiều. Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam là một ví dụ. Ngày 20 tháng 7, Trịnh Châu hứng chịu một cơn mưa trút xuống, lượng nước của cả năm chỉ trong vòng một ngày. Trận mưa ấy gây ra lũ lụt cực kỳ nghiêm trọng, khiến hơn 300 người tử vong, trong đó có nhiều hành khách bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm, bị ngập nước. Johnny Chan, giáo sư khí tượng từ Đại học Hồng Kông cho biết, đó là trận mưa chưa từng có trong lịch sử của thành phố nhưng với việc trái đất nóng lên, nước bốc hơi nhanh hơn, nó sẽ sớm trở nên phổ biến. Theo như một báo cáo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc, nhiệt độ trung bình tại đại lục mùa hè này đã ở trên mức trung bình so với mọi năm. Trong khi đó, lượng mưa năm 2020 là nhiều thứ tư kể từ năm 1951. Mưa nhiều gây ra lũ lụt nặng nề khắp miền Nam, Trung và Đông Trung Quốc. Hệ quả, lượng nước tại đập Tam Hiệp đã dâng gần 2 mét, cao hơn mức cảnh báo lũ lụt đập sinh pha ở nội mông một trong những con đập bị sụp đổ năm 2021 vốn được xây dựng và chuẩn bị rất kỹ cho lũ lụt theo lời Mohammad Haider Zahad phó giáo sư kỹ thuật dân dụng tại đại học Grubno London Anh cũng là kỹ sư đập thủy điện ông cho biết con đập này đổ vỡ quá nhanh dù có đến hai đập tràn và một đường xả đáy khẩn cấp những thứ cho phép rút nước an toàn khi con đập có nguy cơ tràn Nguyên nhân được cho là vì lượng mưa quá khủng khiếp đã vượt quá chỉ số lũ lụt tối đa PMF, Propable Maximum Flux, mà con đập được thiết kế. PMF là khái niệm chỉ khả năng trữ lục lớn nhất mà một con đập có thể tải được. Vụ vỡ đập ảnh hưởng tới 16.660 người, làm ngập 21.708 hecta đất nông nghiệp và phát hủy 22 cây cầu, 124 cống và 15,6 km đường cao tốc đến 20 giờ đêm 18 tháng 7, cơ quan quản lý phòng chống lũ lụt quốc gia Trung Quốc đã ban bố ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 và cử một nhóm công tác đến hiện trường để hướng dẫn và hỗ trợ xử lý tình huống khẩn cấp ở địa phương. Trước vụ vỡ hai đập ở Nội Mông, người dân địa phương đã được sơ tán đến những nơi an toàn, chưa có thông tin về thương vong cho tới thời điểm tin tức được đăng tải. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết tổng dung tích nước từ hồ chứa nước có hai con đập bị vỡ là 46 triệu mét khối. Theo bộ này, lượng nước mưa ở Hulunpur ở mức trung bình 87mm và nhiều nhất là 223mm tại trạm quan trắc Morindava. Đoạn phim được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một trong những con đập vỡ bị nước cuốn trôi hoàn toàn, làm ngập các cánh đồng gần đó. Haider Zahat nhận định, nếu những cơn mưa như vậy trở thành điều bình thường mới, những con đập cỡ càng lớn thì càng dễ khiến cư dân gặp nguy hiểm. Ông cũng gợi ý rằng cần thêm một đường xả đáy khẩn cấp nữa tại những con đập hiện nay để giảm thiểu rủi ro. Trên thực tế, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mức rủi ro trên lý thuyết nữa. Năm 2020, nhà chức trách Trung Quốc đã buộc phải cho nổ một con đập trước khi lượng nước ở đó chạm đến mức không thể cứu vãn. Tuy vậy, giáo sư Wen Wang từ Đại học Hồ Hải không đồng tình. Ông không nghĩ rằng kích cỡ của con đập là vấn đề mà nằm ở sự kết hợp giữa các hồ chứa và những phương pháp kiểm soát nước. Khi không thể xử lý mực nước, con đập cần phải xả bể chứa càng sớm càng tốt. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng dự báo thời tiết. Như trong năm nay, đập Tam Hiệp đã xả 90% lượng nước trong hồ ngay từ đầu tháng 6 để đóng đầu mùa lũ. Nhưng nếu nhiều con đập phải xả nước, nó có nguy cơ khiến những khu vực ở Hạ Lưu chịu lũ lụt đặc biệt là khi đi kèm với cơn mưa lớn. Dù vậy, chúng ta phải giữ mọi thứ ở mức cân bằng. Nếu các hồ chứa không đủ rỗng để chuẩn bị cho mùa lũ, con đập có thể bị phá hủy và mang đến những hậu quả kinh khủng hơn rất nhiều. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!